ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Đến với chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Thưa quý vị, đến hẹn lại lên tối thứ sáu hàng tuần chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube Official Hẹn Hò Hoàng Mỹ. Và tại đó chúng ta cùng gặp gỡ những mối thiên duyên rất là kỳ lạ. Họ biết nhau qua màn hình điện thoại, qua những trang Weblog. Nhưng mà điều đặc biệt là khi đến đây cứ ngỡ như là gặp nhau từ kiếp nào, nói chuyện rất là thân quen. Có thể là sẽ thành đôi hoặc có thể không, nhưng điều quan trọng khoảnh khắc đẹp đó sẽ mãi mãi trong tim của các chàng trai và cô gái đến với chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Thưa quý vị, chương trình với sự đồng hành của ứng dụng hẹn hò WowJay. WowJay là ứng dụng đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn hò và gặp gỡ nhau ngoài đời thực. Với châm ngôn trăm ngàn lời chat không bằng một lát bên nhau. Hy vọng rằng quý vị cũng sẽ có thật nhiều những khoảnh khắc đặc biệt cùng với tình yêu của mình nhé. Còn bây giờ chắc là chúng ta phải nhìn lại thông điệp ngày hôm nay, nhìn là thấy mùa hè rồi, đúng mùa không? Mùa hè rồi, đi biển rồi. Vâng. Bạn này như đi nhầm lớp ấy ạ. Đâu, đây là trang phục mùa hè resort đó. Đây mới là đi biển nữa em. Đây. Còn hôm nay mà quay xong là cả chương trình đi biển mà. Đúng rồi. Đây, đúng rồi. Em không được dặn à. Thế bây giờ nếu mà đi biển là bạn này chỉ được đi đứng ở trên cát canh đồ thôi. Thế mình tụi mình là sáng quần là chạy xuống tắm biển. Đúng rồi chị. Thôi bây giờ gì nè. Bây giờ biển. Chị Trinh ơi. Dạ. Mùa biển này em rất muốn được đi tắm biển chung với chị Trinh. Tại vì em muốn em với chị Trinh được chung thủy. À, chung thủy là chung nước đúng không? Vậy tắm sông được rồi mà. Đâu có cần ra tới biển. Dạ. Dạ thôi cất luôn. Sau 6 tập em cũng bị chặt như thường. Cảm ơn. Rồi bây giờ mình nói nhanh đi, mỗi người được đưa một địa điểm khi đi biển nha, nói cùng một lúc nha. Nếu mà bạn được đưa đến một hòn đảo thì hòn đảo đó tên là hai ba Phú Quốc. Hawaii. Nghe Phú Quốc lớn nhất, bên này là Hawaii, đi cha đâu mà xa dữ vậy trời. Nó đẹp. À. Nhiều tiền chị ạ. Đúng rồi. Đi Hawaii. Ai nãy mới nói Phú Quốc vậy? Đây em. Đấy, còn em nói cái gì? Không, em không nói về biển mà em đang nói hình như là có hai người đi nhầm chương trình thì phải. Sao vậy? Đó là Tuấn Dương và bạn Quang à. Hai người mặc áo cặp à. À, à đúng rồi. Ủa? Đây là sự công khai mới hả? Bảo luôn thật đó. Trời ơi, áo đôi. Đi về luôn ha. Màu tóc màu giống nhau, nhau thôi hả? Trời ơi, đẹp đôi quá mọi người. Quá đẹp đôi không? Chiều cao siêu xem mà ngáo luôn. Ngáo ngáo cặp kính à. Chào nhau một nụ hôn đi hai đứa. Rồi rồi, cắt ra rồi mở ra cửa luôn hả? Dạ, mở ra mình đi về luôn hả? Về luôn. Ủa, ủa là ý định này là sao? Ai ai? Không, là hôm qua em và anh Quang là đi mua đồ chung. Rồi đi mua đồ chung nữa. Đi ra mua đồ chung luôn. Thì hai anh em rủ nhau đi shopping bình thường anh. Gì đó hả? Hai anh em tình cảm thân đến thân đó. Đúng rồi, hai đứa nói sao tình thường thôi. Mà có hai anh em mặc thử áo này thấy đẹp nên mua chung thôi. Anh em mãi như này nhá. Hai đứa thương nhau, hai đứa thương nhau. Thôi những cái ẩn số lát nữa mình giải sau. Chỉ biết là hôm nay chúng ta cũng sẽ được đi đảo thôi. Còn bây giờ mình về lại đảo của mình đi. Chính cái quận đang chờ nè. Xin mời mọi người. Mùa yêu mà ra biển thì quá tuyệt vời rồi, có nắng có gió có em ở đó. Và điều quan trọng là nếu mà quý vị không có ai, chúng ta hãy tải ứng dụng WowJay để mình hẹn hò với người thương của mình nha. Mình tìm hiểu trước rồi mình gặp gỡ sau, biết đâu sẽ gặp được một nửa của mình thì sao. Các bạn có thể tải trên các nền tảng iOS hoặc là Android nhé.
Ây cha, nhắc đến mùa hè thì mình nghĩ đến cái gì đầu tiên vậy ta, Minh Hưng? Đi tắm biển chị ạ. Đi tắm biển? Hợp lý, còn Phú Thịnh? Khi nhắc đến mùa hè thì em thấy có sự nóng nực à? Nóng nực? Vì thế cho nên em quyết định mặc cái áo không thể nào lưới hơn. Bên bên trái của em là hình như là có cái họa tiết màu xanh đúng không? Dạ đúng rồi, em cố tình em in ở bên trong á cho nó tô đậm cái họa tiết của em. Tại vì thấy giống hình xăm chị hỏi thôi. À dạ không không ạ, in thôi. Dạ. Tại chị nghe nói trai ngoan không có xăm mình. Dạ không, có thể in thôi, em thích thì em tháo ra. Em thích thì em tháo ra. Đây nè, Phương Đông mặc đồ trẻ trung thế này, sao mình cảm giác là hôm nay có gì đó đặc biệt khác mọi người ha? Thực ra là khi nói về đi biển thì em thấy ai cũng sẽ có những trang phục kiểu quần ngắn và áo ngắn đúng không ạ? Thôi sao mọi người khi nhận được cái trang phục đi biển mọi người cứ mặc hết quần dài như này, là em không hiểu đi biển kiểu gì luôn ấy. Thì tại vì người ta chỉ đi biển thôi, người ta đâu có tắm biển đâu, đâu cần mặc quần ngắn. Đúng rồi, tôi đi biển tôi chụp hình. Với cả mọi người nhiều lông chân á, em để ý là có anh Đông này ít lông chân à. Thôi bỏ qua yếu tố trang phục đi, mình vẫn nghi cái vụ quận 2 với quận 8 lắm. Oh no. Đấy, hai cái quận cũng đối xứng nhau nữa, 2-8. Đúng rồi. Có cái manh mối gì ở đây? Otis, em đoán ra được chủ đề hôm nay không? Dạ, chủ đề ngày hôm nay Sao em cười nham hiểm vậy? Sao em chưa suy nghĩ ra ta? Em không nhận ra được là ai sẽ là người được tỏ tình hả? Chị cho em 15 phút em suy nghĩ được không? À, em bị lắc đúng không? Trước khi Otis nói thêm, chúng ta sẽ cùng đến với vlog của tuần này ạ. Nữ thần trong lòng Đông đó chính là Lisa Blackpink. Nữ thần trong lòng em là Lisa của Lisa Blackpink. Nhiều thế nhỉ? Lisa là một cô gái rap hay, nhảy giỏi và nói chung là rất là xinh đẹp. Tại vì Lisa rất là đẹp, rất là hát hay nữa, rap, chất, cá tính. Đẹp, 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 đẹp lắm. Nếu mà ở Việt Nam thì chắc nữ thần trong lòng của Thịnh là chị Ninh Dương Lan Ngọc. Nếu như bất kỳ một người đàn ông hay một người con trai nào mà có cơ hội được quen chị Ngọc thì nghĩ là sẽ rất là vui. Tại vì thứ nhất, chị Ngọc là một người rất là tài năng. Thứ hai là chị Ngọc có một độ tưng nhẹ đó mọi người. Cho nên là lúc nào cũng sẽ bày trò làm cho người yêu của mình vui. Thì Thịnh rất thích cái tính đó. Còn nếu như mà ở quốc tế thì mình nghĩ chắc là Angelina Jolie à. Không biết nói sao, tại vì chị quá tuyệt vời à. Gần như là hoàng hậu trong mọi mặt. Cho nên là Thịnh rất là hâm mộ và rất là mến mộ chị Angelina Jolie à. Em thì không có nữ thần quốc tế, em chỉ có thần nữ thần trong Việt Nam, đó là chị đại nữ Ngô Thanh Vân thôi. Thì đối với em là em rất là thích những bạn cá tính, đặc biệt là cá tính mạnh giống như là chị Ngô Thanh Vân. Đã là nữ rồi mà đánh đấm rất là giỏi, rồi đóng phim rồi này kia, rồi hình ảnh cũng rất là đẹp, cho nên là em rất là thích chị Ngô Thanh Vân. Thành mẫu lý tưởng của Soho nha. Nếu mà nói ra mọi người không biết thôi, đó là một diễn viên khá là nổi tiếng từ ngày xưa, thường đóng phim của Trong Sinh Trì, đó là Chu Ân. Thời đấy mà xinh nhở? Thời đấy mà bây giờ xinh lắm nha. Xinh thật. Đẹp. Đó. Đó. Đẹp ha. Cái nét này mà hồi xưa là đẹp lắm luôn á. Chết chưa? Chết chưa? Tại vì Chu Ân có một cái nụ cười. Mọi người, nụ cười nó diễn ra đúng lúc thôi, nhưng mà kiểu mình bị hấp hồn luôn cái nụ cười đó. Và cho đến tận sau này, khi bạn gái nào mà cười xinh và cảm thấy mình khi nhìn nụ cười người ta, mình cảm thấy rất thì đầu tiên là an nhiên nè, hòa bình nè, rồi xong rồi thấy sự ấm áp trong đó. Mình cảm thấy bị đổ ngang luôn á. Mình rất là thích IU. Tại vì khi mà mình coi bộ phim Khách Sạn Ánh Trăng của chị IU đóng thì mình kiểu
mình cảm thấy thực sự rất là thích cái nhân vật này, cũng như là rất là thích cái cách chị mà yêu diễn. Nó rất là dễ thương, mà nó vừa đánh đá nhưng mà vừa rất là trẻ con. Rồi đôi lúc có một cái chút gì đó nó có cái sự dịu dàng mà em lại rất là thích như vậy. Đó là người mẹ của mình theo đuổi con đường nghệ thuật này cũng không được mọi người ủng hộ, và mẹ là người động viên, mẹ là người ở bên và nói cố gắng, con hãy cứ đi trên con đường của con đã chọn. Và những cái lần mà buồn hay vấp ngã thì mình cũng tâm sự với mẹ, thì mình thấy được rằng là tình thương của mẹ dành cho mình, và mình trong lòng của mình thì chỉ một nữ thần, đó là mẹ của mình. Nữ thần trong lòng em, đó là mẹ em rồi. Người quá tuyệt vời đối với em. Người luôn luôn chịu hy sinh tất cả mọi thứ chỉ để mẹ con được vui, được hạnh phúc. Một người mẹ tuyệt vời lúc nào cũng chỉ lo lắng cho con, sợ con có đói không, con có mệt không. Hy sinh vì mình vô điều kiện, một cách không tính toán, yêu thương một cách vô bờ bến. Đó chỉ có mẹ mình. Đối với Hưng thì nữ thần xinh đẹp nhất trong lòng Hưng đó chính là mẹ của Hưng. Bởi vì là Hưng cảm thấy mẹ đã phải đánh đổi rất là nhiều cho đến tận bây giờ. Bởi vì là một người phụ nữ phải gồng gánh, tại vì ngày xưa nhà Hưng rất là nghèo. Một người phụ nữ phải gồng gánh tất cả mọi chuyện trong gia đình. Bố Hưng thì đi chạy xe ôm, còn mẹ thì lo cho hai đứa ăn uống, rồi làm, rồi nuôi lợn để bán kiếm tiền. Vì thế thì ngay từ nhỏ Hưng đã cảm thấy mẹ của Hưng rất là khổ. Để vượt qua tất cả mọi chuyện thì luôn luôn có mẹ bên cạnh, thì vì thế thì Hưng cảm thấy cái nữ thần quan trọng nhất đối với Hưng chính là mẹ của Hưng. Dạ, mỗi người đều có một nữ thần ở trong lòng mình. Tương tự thì các bạn nữ cũng sẽ có những nam thần riêng, có thể là bố của họ, có thể là người anh trai, có thể là một thần tượng giỏi giang nào đó ở nước ngoài, nhưng cũng có thể là chính các bạn. Nên ngày hôm nay là bạn nữ của chúng ta cũng vì trái tim đập loạn xạ năm đó mà đã bay từ Hà Nội vào đây. Bạn ấy chỉ mới vừa đáp cánh thôi và cũng trang điểm sương sương để có thể có mặt ở đây đúng giờ và đang có mặt ở sau màn hình LED. Nhưng mà trong khi bạn ấy cũng đang chuẩn bị một chút xíu để chỉnh chu hơn khi xuất hiện trước mắt các chàng trai, biết đâu có nam thần của mình ở trong đó, thì mọi người hãy xem qua là bạn nữ của chúng ta là ai và đến từ đâu qua hình ảnh ngay sau đây nhé. Em là người yêu thích sự hoàn mỹ, không phải cầu toàn, nhưng hướng đến điều hoàn mỹ sẽ khiến bản thân mình luôn cố gắng chỉnh chu trong mọi công việc. Nhưng đời ai có ngờ em cũng hậu đậu và vụng về biết bao nhiêu. Trong tình yêu cũng vậy, có thể em không phải là người yêu hoàn hảo, nhưng em sẽ luôn cố gắng để trở thành người yêu tốt nhất bằng hết sức của mình. Em muốn buổi hẹn đầu tiên anh sẽ bỏ qua những bỡ ngỡ, vụng về của một cô gái chưa hoàn hảo, nhưng luôn luôn cố gắng như em, có được không anh? Giọng anh như giọng kiểu MC ấy nhỉ? Vẽ anh Thịnh như gì với bạn kìa. Nét vẽ dễ thương quá. Chắc chắn ngày hôm nay bạn ấy cũng còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Mong rằng mọi người sẽ cùng truyền thật nhiều sự tự tin cho cô gái đến từ miền Bắc nha. Xin mời nữ chính của chúng ta xuất hiện. Ôi, em xinh hơn cả ở trong ảnh luôn đó. Ở ngoài rất là dễ thương nè, và đặc biệt là cái nét tươi sáng trên gương mặt em, đúng kiểu con gái miền Bắc, da trắng hồng nè. Em có thể gửi lời chào đến chính chàng trai đang chờ đợi em không? Em chào chị ạ. Dạ. Em chào tất cả các anh. Khai ơn, mọi người cho em xin phép một tí đã, tại vì em đứng ở ngoài kia em run quá. Không dạ. Sao, không sao. Không sao em. Ôi, bạn run quá, có ai giúp bạn đỡ run không ạ? Để anh nhé.
Hello anh, chắc là... Thế em tại sao em run nhở? Dạ. Trời ơi. Em vô dối đây, để anh cầm tay nhá. Nhớ lúc đầu Đạt đâu có dạng gì đâu ta. Run thật mọi người ạ. Hồi nãy á, hồi nãy vẽ lúc mà bạn nữ đó vẽ cái hình kia là tôi thấy vẽ giống anh Đạt y chang luôn. Đấy, mặt tròn đúng không? Xong là tóc có ba cái tóc luôn. Đúng rồi. Vảnh lên đúng không? Vẽ anh Đạt đó. Tại vì hồi nãy bạn vừa xuất hiện là bạn anh Đạt bắn tim thì rồi Đạt chụp nữa chứ. Ừ. Tại cái là em bị cận á, rất là nặng á, nên là em nhìn mọi người không có rõ lắm á. Em xin phép là em nhìn canh canh trước, sau rồi em sẽ giới thiệu sau được không ạ? Okay. Được, được, được. Xin mời chính quận ạ. Đây. Đây, bây giờ em sẽ được đứng rất là gần các bạn ấy để xem các bạn ấy có giống trong hình không nha. À, ok ạ. Nhiều khi á, hình Photoshop thì lại kéo chân nhiều lắm em. Em phải coi cho kỹ nha. Cái gương quá ạ. Em cảm ơn mọi người. Dạ. Đây, thế giới người khổng lồ trên 1m76 không ạ? À. Wow. Em cao 1m bao nhiêu? À, em cao 1m65 ạ. Ồ, một chiều cao lý tưởng với con gái đó. Đây, đây là anh Sơn Sơn Hô nè, anh Quang nè, em nhớ chưa? Hello, anh. Anh Tuấn Dương nè, mỗi status của ảnh là 18.000 người like. Dạ, yeah. Đó. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Hết sai luôn. Đây, anh Đạt Kyo nha, ngày anh Đạt Kyo stream hết. Sao lại không nhờ em đâu? Ơ, có quen biết nhau hả? Chứ là em có làm stylist và em có làm make up các thứ á, em biết anh. Thế anh đã make anh bao giờ chưa? Anh cố nhớ lại đi. Đấy, đấy, có, đừng nhớ, nhớ là tại mình sẽ lỗi. Nhớ. Tại vì em đứng ở trên này em choáng váng quá, em say quá. Đấy à? Anh nhậu rất là giỏi nha, ngàn ly anh uống chẳng say, em cười một cái anh say mất rồi. Ôi. Ôi. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Em xin phép em lượn qua bên này một tí ạ. Thế em có biết cái anh mà mặc đồ lủng lủng ấy là ai không? Em nhớ mặt nhưng mà em không nhớ tên. Hello anh. Thường. Ê anh. À. Ủa anh nghĩ luôn. Em chào em. Anh Hưng có nhớ em không? Lại Hưng nữa. Trời ơi. Wow. Hưng có nhớ không? Anh Hưng lại quên em rồi. Em có nói với anh Hưng là anh Hưng ơi em sắp vô Sài Gòn quay á. Em chắc là em sẽ gặp anh á. À. Nhớ không, nhớ không? Lúc đó Hưng có trả lời không? Cô Si nè. Cô Si nè. Cô Si nè. Mọi người. Nhưng mà em gặp được rất nhiều những người quen đúng không? Ok ạ, à, đúng ạ, đúng ạ. Tạm thời như vậy đi, mình biết là như vậy. Nhưng mà các anh đều giống ở trên hình đúng không? Ờ, đẹp trai hơn ạ. Dạ, cảm ơn mọi người. Rồi. Ok rồi ạ. Dạ, các anh xuống đây làm em cũng đỡ run hơn rồi. Giờ em sẽ trở về làm con người của em. Dạ, bây giờ chúng ta đã có cơ hội để mà tìm hiểu nhau sương sương rồi, ở khoảng cách rất là gần. Nhưng mà điều quan trọng bạn nữ này là ai và đến từ đâu, em có thể giới thiệu được không? Em xin giới thiệu với chị và cả các anh, em là Hằng Cô Si ạ. Hiện tại thì em làm stylist đó. Dạ. Sắp tới thì em sẽ học cả DJ nữa. Trời, vậy thì em mới học ra đông đông nè. Một bậc thầy DJ. Còn trước đấy thì là có đi catwalk giống ai đấy vừa mới lên đây. Ai đấy là ai đấy mà quên em. Đạt Kyo. Là Đạt quên em. Oh no. Vậy là đó, chúng ta đều có một mối liên quan nhất định đến nhân vật nữ chính ngày hôm nay là cô bé xinh xắn Hằng Cô Si, 25 tuổi, đến từ Hà Nội. Bạn ấy vừa mới đáp cánh đúng không ạ? Dạ vâng, em mới bay vô Sài Gòn á. Dạ, em thấy Sài Gòn không khí thế nào? Em rất là thích cái không khí buổi chiều của Sài Gòn. Kiểu ở Hà Nội nó lạnh thì nó rất là lạnh luôn. Nhưng mà ở Sài Gòn thì thời tiết rất là dịu, mát, cái kiểu mà mình thích ấy. Tại vì là em bay vô Sài Gòn á, cái đợt này thứ nhất là để quay chương trình. Thứ hai nữa là mình tránh cái rét của Hà Nội ấy. Dạ. Đó, với cả là nếu mà mình có quay về Hà Nội thì rất là mong có anh nào đấy đi cùng để đón lạnh á. Con gấu. Đúng rồi ạ. Dạ. Đúng rồi ạ. Thế thì gấu của em như thế nào thì ổn nhỉ? Muốn sẽ tìm cách, không muốn tìm lý do, đó là trong ngôn của bạn. Ngoài ra bạn có cô bạn trai chiều cao 1m75 ha. Học vấn thông minh là được rồi. Còn thân hình là vừa vòng tay em. Hồi nãy lúc mà đứng gần biết vậy em phải đo thử xem coi là ai dư vòng tay, ai gần, ai thiếu. Đây, tính cách là lạnh lùng bên ngoài và ấm áp bên trong. Nghe tả quen nhờ. Ai ạ? Ai ạ? Ai ta?
giống như là Phương Đông ấy. Anh Hưng hả? Đông hả? Không, Hưng là nóng, nóng bỏng bên ngoài bên trong luôn. Em chỉ thấy anh Đông là bên trong ấm áp, bên ngoài nhiều tiền đấy ạ. Đây Đạt vô thì quá ấm áp rồi, nhưng mà ai ở đây lạnh lùng ta? Anh Đạt ấm áp quá. Gia Long là người lạnh lùng nhất trong hội này. Anh Long. Vậy thì bây giờ em không cần phải nhìn xa thế đâu, em sẽ đến đây nhìn thật gần thôi. Okay. Em cứ để đây và em chọn thế này nè. Rồi đập số lên luôn cũng được em. No! Rồi em đã chọn rồi đúng không? Vâng ạ, đúng rồi ạ. Nhưng mà em đừng có chọn người nào, em chọn người khác đi. Người này không được đâu. Sao vậy chị? Không được đâu. Được đâu? Nhưng mà chị ạ, người ta nói là cái gì trái tim mách bảo thì mình cứ làm hết mình thôi. Muốn thì sẽ tìm cách, còn không muốn thì sẽ tìm lý do, đúng không? Không phải, trái tim này lủng lỗ lắm, nhìn cái áo người đó mặc là biết rồi. Anh Thịnh. Anh Phú Thịnh. Cái cơ bản là đáng nhẽ là em cũng định mặc giống, nhưng mà tại vì em chưa biết được là người ta mặc thế nào nên là... Mấy cái người mặc áo lưới hay là áo lụng á, là cái người đó họ phóng khoáng lắm, em hiểu không? Hey. Không, em thấy anh Otis cũng vậy nha. Đâu, cái này là cái bên trong rồi à. Bên trong em phóng khoáng như vậy á, nhiều khi là không phù hợp với các bạn gái khép kín mà nhẹ nhàng đâu. Dạ, thật là Minh Hưng kìa, ngoài lỗ mà trong cũng lỗ. Em muốn chọn lại không? Em muốn chọn lại không? Dạ thôi, em cảm ơn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo để tìm hiểu bạn Hằng Cô Si Hằng đáng nhớ nha. Phần từ khóa bắt đầu. Dạ, chào quý vị. Thường là các cô gái đến đây sẽ chia sẻ về câu chuyện của mình và được các chàng trai sẽ chia sẻ lại những câu chuyện dựa trên kinh nghiệm của họ và thông qua đó họ hiểu nhau hơn. Nhưng mà chị thấy em là người á ngộ lắm nha. Tức là em vừa run nhưng mà em lại rất chủ động, và em kiểm soát được cái sự bối rối của mình bằng cách là mình tạo ra một cái sự tự tin. Không biết cái sự tự tin đó là nó là sự tự tin ảo hay là sự tin thật, nhưng mà đó là sự nỗ lực hết mình trong cái thiện chí kết nối và cố gắng không làm cho mình quá là thụ động. Chị rất thích cái sự chủ động đó của Hằng, nên hy vọng là em sẽ cởi mở hơn, bớt run hơn để mọi người hiểu em hơn nhé. Dạ, dạ. Nhưng mà có phải là em muốn đổi ghế là bởi vì em nhìn cho rõ cái khu này không? Thế hay là em đổi lại để nhìn anh Hưng rõ hơn nhỉ? Thôi, em đừng nói thái lộ đó. Đúng rồi. Đã áo đi lụng lỗ mà lại còn ở đó là chết. Ý là mình đang định là mặc thêm một cái áo vào, nhưng mà cuối cùng mình lại thành lộ ra. À đúng rồi. Chết. Để anh che lại ha. Nhưng mà có một điều đấy là em ngồi đây em cũng không rõ, không nhìn rõ anh đâu, anh yên tâm ạ. Mắt bị cận 8 độ. Mắt bị cận 8 độ. Vậy bây giờ mình sửa thêm thử là từ khóa của ấy có gì thú vị nhé. Xin mời 10 từ khóa xuất hiện. Hằng Cô Si có những từ khóa sau đây. Và từ khóa này cũng vô tình tiết lộ mẫu người cô ấy thích nữa cơ. Cho anh hỏi từ nhạy cảm. Anh nghĩ sao về cái từ khóa nhạy cảm này ạ? Thì anh nghĩ đây là con người của em, một con người nhạy cảm. Một con người nhạy cảm là một con người như nào mọi người? Một con người nhạy cảm là một con người... Nhạy cảm. Con người nhạy cảm là con người nhạy cảm. Chắc là nhạy cảm về cảm xúc đúng không Dương? Không, nhạy cảm là nhạy cảm á, anh Dương đang định nói thế á. Không có, anh nghĩ là... Em hiểu mà. Nhạy cảm là nhạy cảm đúng không ạ? Thôi để em đỡ lời. Ở đây có ai xem phim hoặc là xem nghe nhạc buồn thôi á mà khóc được á? Có xem phim em ạ. Có. Đó. Khá đông ha. Thì đấy là những người nhạy cảm đúng không mọi người? Em nhớ là cái phim mà em khóc nhiều nhất á là cái phim Nấc Thang Lên Thiên Đường. Em khóc từ tập 1. Có nghĩa là mình đặt cái cảm xúc của mình vào nhân vật á. Xong rồi mình khóc ròng luôn cho đến khi mà kết phim và cái bạn nhân vật chính bạn ấy mất á là mình đã khóc rồi. Đó thì mẹ em ngồi cạnh, mẹ em cười còn em khóc. Đó là sự nhạy cảm. Đúng. Nhưng mà em phải công nhận là Otis nhạy cảm thật chị ạ. Vừa trong cái gà em có mua cho Otis một cái bánh mì, đưa Otis. Otis quay ra bảo anh thích em à? Đâu em đâu nói em thích. Em đâu có nói là em thích anh à đâu, mà em bảo rằng là
Em bảo rằng là anh yêu em mà anh yêu em mà. Ô Tiết ơi, cái đó là bị hoang tưởng. Không phải là nhạy cảm em ơi. Không, thật ra anh, cái đó em đang hài hước thôi. À, anh đang trêu thôi, ai lại hài hước như thế? Ai lại nhạy cảm cái kiểu đấy? Để anh Đạt mới là người nhạy cảm đấy. Hóa ra anh Đạt mới là người, anh Đạt mới là người nhạy cảm. Đạt mới là người nhạy cảm này. Hóa ra anh Đạt là nghĩ em nói như vậy là nói thật lòng. Người ta đùa chơi thôi. Mà Đạt lại tưởng thật là Đạt nhạy cảm rồi. Nhưng mà em ngây ngô thật mà chị. What? À, có một cái từ khóa anh muốn hỏi đó là cà phê. Thì theo như anh nhìn thấy em nãy giờ thì như là em là một người không uống được cà phê đúng không? Ờ, đúng ạ. Cái này là đúng nha, có nghĩa là đúng từ ngày trước anh. Còn bây giờ là nghiện ạ. Còn bây giờ là nghiện, Ủa là sao? Còn bây giờ là nghiện, Ý là mới đầu thì cái cà phê đấy nó khá là đắng đúng không? Nhưng mà sau á thì là tại vì mình đi cà phê nhiều, xong rồi mình ngửi cái mùi cà phê mình bị nghiện. Và sau khi ngửi cái mùi đấy xong thì mình bắt đầu uống thử, dần dần là nghiện luôn. Đó, là không bỏ được luôn á. Anh cũng là người rất là thích cà phê sữa. Anh uống cà phê sữa từ nhỏ cho tới lớn, từ lúc anh khoảng 5 tuổi cho tới bây giờ. Mọi người nếu mà tinh ý một chút nữa thì cái cà phê á nó giống như em á. Có nghĩa là khi mà ai đấy nghiện rồi thì rất là khó bỏ đúng không ạ? Thú vị. Cho Tích hỏi là cái từ hồng đen đi, bạn thích Blackpink hả? Có phải bạn thích nhớ nhạc Blackpink không? À, cái từ này á em cũng định để Blackpink nhưng mà em sợ là Blackpink thì các anh nghĩ đến Israel. Blackpink in your area. Là em rất là thích màu hồng với cả màu đen. Nhưng mà bình thường thì em sợ là mọi người nghĩ em là một người nhẹ nhàng á. Thế nên là em sẽ không mặc màu hồng nhiều. Mà màu hồng là chỉ có giường các thứ ở nhà là màu hồng thôi. Còn lại thì là màu đen hết. Một màu đen, hoàn toàn đen hết. Cái này là stylist, các anh chị stylist chuẩn bị cho em á. Không là em mặc màu đen lên à. Nhưng mà em có thấy thoải mái với những bộ váy nữ tính và có những cái đường cắt xẻ không? Nó có giống với tính cách bên trong của mình không? Tại vì thường người ta sẽ mặc một bộ đồ mà nếu mà vừa với lại cái cá tính của họ thì họ rất là thoải mái. Tại vì là em cũng có hỏi, em có chuẩn bị rồi. Nhưng mà cái bộ đồ đấy thì nó lại... À ở đây có từ đấy. Sexy quá nên là... À. Dạ vâng, các anh chị đã phải chuẩn bị bộ này. Thì anh đang định hỏi cái từ sexy á. Sẵn mình nói luôn. Thì không biết là em thích kiểu ăn mặc sexy hay là em không thích? Nó là vừa thích cái kiểu ăn mặc sexy. Là mình thích những cái bộ đồ mà có thể khoe được lên cái body của mình á. Chắc là người ta bảo là cái gì đẹp thì khoe ra, còn xấu xa thì đậy lại. Ý là mình muốn khoe cái eo 60 của mình á. Wow. Không, bông em rất là xinh. Đó, em thử đứng lên thế nào. Eo 60 ạ. Oh. Eo nhỏ nhắn thắt vào sẽ làm tôn dáng của một người con gái. Đó. Còn Phương Đông hình như đang thắc mắc về một vấn đề gì đó. Thế em cho anh hỏi là em có thích những người mà đàn ông có body sexy nhiều đặt vô và chú thích không? Ai chẳng thích đúng không nhỉ? Tất nhiên là thích rồi ạ. Bởi vì là mọi người có công nhận là khi mà nhìn một người thì mình sẽ nhìn cái mặt này, kể đến body trước tiên đúng không? Có nghĩa là những cái bên ngoài trước á, xong rồi thì mình mới tìm đến những cái bên trong. Thì tất nhiên là ai cũng thích rồi. Nhưng mà cái gu của mỗi người thì sẽ khác nhau. Không phải là anh phải body 6 múi hay là anh phải cao 1m9 hoặc là anh phải như thế này như thế kia thì anh mới thích được. Đúng rồi, thì thật ra thì ngoài anh Đạt ra thì cũng có anh Phú Thịnh. Anh Phú Thịnh cũng là một người bên ngoài lạnh lùng, bên trong thì rất là bén. Sexy, rất là bén. Còn anh chưa bằng được các cậu cả thì bọn anh phải chăm sóc cái giao diện của mình nhiều hơn á. Thế ý anh là bọn em không chăm sóc giao diện đấy hả? Ê, thì em cũng có body mà. Anh em tương tàn. Nhưng mà tôi hỏi thật các bạn là con trai khi nhìn con gái nhìn cái gì đầu tiên? Nghiêm túc mãi, phải thề với lòng mình là không được nói dối. Đấy, cười đấy. Đạt nói dối là hả sẽ có biến. Để em ngồi lại cho thẳng anh á. Nghiêm túc muốn hỏi thật. Đàn ông đích thực. Em nhìn vào đôi mắt và nụ cười ạ. Em nhìn vào đôi mắt và nụ cười. Này đừng. Phải không? Cái mắt này là... Phải không? Cái mắt này không thể nhìn vào đôi mắt được nha. Nụ cười và ánh mắt ạ. Dạ. Gia Long, em có nhìn vào đôi mắt và nụ cười trước không? Hay là em nhìn vào tóc? Hay là em nhìn vào cái gì? Em với em là nhất dán nhị da. Thứ nhất là em vô em sẽ nhìn dáng trước. Tức là em nhìn bao quát trước. Dạ. Đúng không? Rồi sau đó em mới bắt đầu nhìn da.
Dạ. Đến nỗi người ta da đen hay da trắng là sẽ bắt đầu ảnh hưởng tiêu chuẩn mà. Sao? Dạ không, kiểu như là một cái cách mà mình quan sát thôi chị. Nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đâu. Em sẽ nhìn bao quát, đó là cái nhìn tổng quát. Còn anh Quang, em mày đang muốn tò mò cái này từ lấy đến giờ. Mời. Không, chị đang tò mò em cơ. Là em nhìn cái em định né tránh vấn đề đúng không? Em gặp một người lần đầu tiên xuất hiện, xin chào, mình là người mới thì em sẽ bị thu hút vào cái điều gì đầu tiên, chứ không phải là suy diễn của mình nha, mà một cái bản năng thôi. Mình sẽ nhìn điều gì đầu tiên? Em nhìn vào cái gì đầu tiên ấy ạ? Là chắc là em nhìn vào nụ cười ạ. Không có chắc là, phải chắc chắn. Lỡ người ta, không có chắc là đeo khẩu trang thì sao? Lỡ bạn đeo khẩu trang thì sao? Một cái người mê gái như thế này thì sao có thể nhìn nụ cười được? Dắt. Ở đây có mình anh Phú Thịnh là chân thật nhất. Anh Phú Thịnh, anh chân thật nè. Bọn em nghe anh này. Người lớn. Anh Phú Thịnh là anh Phú Thịnh là một người đàn ông đích thực. Đúng. Đúng vậy. Không mà em xin thề là nếu mà em xin thề thì em sẽ nhìn cái mặt trước, sau đó là em nhìn tới body ạ. À, em nhìn gương mặt trước. Dạ, yeah. mặt. Dạ, nhưng mà gương mặt như thế nào là em sẽ cảm thấy đây là một gương mặt rất thiện cảm. Em ạ. Không, ý là gương mặt có nhiều kiểu gương mặt nha. Thí dụ gương mặt nhỏ xinh, hoặc là một gương mặt sexy cá tính, hoặc là một gương mặt kiểu chuẩn hoa hậu. Không, thì không, em sẽ thấy em gương mặt ấn tượng, mặt dễ thương, cách dễ thương, xinh dễ thương. Dạ, xong rồi mới nhìn tới body ạ. Dạ. Không có gì ngại hết. Dạ thì em đâu có ngại đâu. Dạ. Em thoải mái lắm. Em nhìn tới body ạ. Vâng ạ. Body. Nhưng mà người ta gặp em thì khó nhìn mặt lắm. Ở sao em vậy? Mặc đồ lủng tùm lum, người ta phải nhìn cái gì nó hở ra chứ. Đó. Ê, em đứng ngồi vậy. Dạ. Em thấy chưa? Dạ, đây, nên mà cái này chị mới hỏi vô câu hỏi của em nè. Với câu hỏi gợi cảm á, đôi khi là người ta muốn nhìn cái mặt mình lắm. Ừ. Nhưng mà cái người mình nó nóng bỏng quá, người ta phải nhìn xuống dưới thôi. Thì cái điều này có phải là em thấy sao anh không tôn trọng em gì cả? Anh nói chuyện với em mà anh toàn nhìn vào ngực em. Tại sao anh không nhìn vào mặt em? Thì cái đấy có làm cho em bị tổn thương không? Thật ra là nó là cái phong cách mà mình thích rồi á. Nên là em sẽ bỏ hết tất cả những cái gì tiêu cực ra khỏi đầu của em. Nên là em sẽ không để ý đến những cái đấy. Đầu tiên là mình anh ấy đẹp thì anh ấy nhìn. Đúng rồi ạ. Mà nhìn nhiều quá là không nhìn mặt mình luôn. Sao em sẽ phản ứng thế nào với một người đàn ông sổ sàng như vậy? Em nghĩ là với những người đàn ông như thế thì mình nên nói một cái lời nào đấy dứt khoát, là em cảm thấy anh nhìn em như thế em không thoải mái. Còn anh ấy mà vẫn cứ nhìn nữa thì thôi, bỏ qua anh ấy luôn đi, không làm bạn không làm gì hết. Tức là em nghĩ là nên thẳng thắn. Nhìn lén chiêm ngưỡng khác. Đúng rồi ạ. Còn với mình chăm là khác nha. Ôi chị, nhìn lén chiêm ngưỡng là sao chị? Kiểu đeo kính vào đúng không chị? Ngồi đeo kính đúng không chị? Đúng, nhìn lén là kiểu này. Đây, đeo kính giống ai kìa đấy. Mai mốt á mà đỡ có gì á, ai nói là kêu em thì Chinh nha. Chinh dậy. Bài Chinh dậy. Thấy đi, ra biển ai cũng mang kính thấy không? Đàn ông là đem kính ra biển không à. Đến lúc và bỏ kính xuống thì mắt này cứ lát sang bên kia. Em đang phân vân từ đầu đến giờ là tên hai chữ đối ngược nhau quá chị ạ. Một chữ là sexy, một chữ là con ngoan trò giỏi. Em đang muốn vì sao lại con ngoan trò giỏi ạ? Cả nhà em từ bố mẹ này, rồi ông bà này, rồi các cô này đều là giáo viên hết á. Thế nên là cái từ khóa sexy này là tại vì cái bên trong của mình và những cái mà mình thích thôi thì mình thể hiện ra bên ngoài thôi. Ngày xưa mẹ em còn cấm không cho em mặc quần ngắn rồi các thứ á. Tất cả là lúc mà em chụp bikini á thì mẹ em cũng không có thích đâu. Nhưng mà sau này thì dần dần mẹ cũng hiểu con mình thích như thế rồi thì mẹ sẽ chấp nhận cái điều đấy. Còn cái từ khóa con ngoan trò giỏi này thì có nghĩa là khi mà bố mẹ mình làm trong nhà nước ấy thì luôn luôn dặn con là phải học giỏi nha, xong rồi không được đi chơi nha. Thế là suốt 12 năm dòng em ở cùng mẹ em đã đi học, xong rồi về nhà giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, xong rồi lại đi học, xong cứ như thế thôi, ngoan dã man luôn. Ngoan mà đến nỗi là lên đại học rồi á, em cũng đi ra ngoài mà mẹ em cũng không quản nhiều nữa tại mình lớn. Thì kiểu mẹ không nói gì đâu. Nó gọi là cái thói quen nữa. Thế nên là đi về mà có những cái hôm mà em về nhà, em chỉ ở trong nhà em không đi chơi. 2-3 tháng hè em về á, mà mọi người không biết là em đi, em gọi là em về nhà. Thì cái đấy chắc là được khen là con ngoan trò giỏi đúng không ạ? Em cho anh hỏi từ văn vở. Thì cái nghĩa của từ văn vở chỉ đơn giản là em ghét một cái người văn vở, hay là em đang ám chỉ một trong những chàng trai đấy? Ý của anh là một trong những anh ở đây cũng văn vở đúng không ạ? Anh chỉ hộ em với, xem là anh nào vậy? Anh đang hỏi em là
nghĩa nó chỉ đơn giản là em ghét người văn vở hay là em cảm thấy một trong những người ở đây là văn vở. Cái lúc đầu em có nói là em xin phép chị và mọi người là em sẽ bóc phốt em ở đây, thì tất cả cái từ này gần như là đều là em hết á. Đó, bóc phốt ở đây là em học chuyên văn. Mọi người bảo là cái mấy đứa học văn á thường hay rất là văn vở, nói kiểu sách vở lắm luôn ấy. Đấy, cái này là mẹ em nói nha, là con sao con văn vở thế. Xong rồi là hết học văn xong em đi học thiết kế thời trang, thì là lúc mà em lên đại học á là về nhà em cũng đọc sách. Xong em không đi ra ngoài chơi mà chỉ có ngồi nhà đọc sách này. Xong xong là em học xong em đi ra trường, xong em đi làm, thì lần nào mà mẹ em gọi á cũng đều thấy là đang ngồi viết gì đấy, hoặc là em đang đọc cái gì đấy, thì mẹ lại nói là sao con văn vở thế. Thì cái từ này là từ để nói về em. Theo anh nghĩ thì cái từ văn vở nó không phải như em tạo, mà từ văn vở dành cho những người hay nói dối. Hay nói dối thì nói quanh co, chứ những người học không văn không phải, làm sao mà giống, không phải là nói dối. Văn vở là kiểu gì nhỉ mọi người, cắt nghĩa giùm em đi. Bốc phét đấy. Lươn lẹo. No! Không, văn vở này là đặt trong hoặc kép, nó màu mè lên á. Thí dụ vậy nè, Lưu Hòa Trinh sẽ nói là khu dân cư đã dung dưỡng tôi suốt bao nhiêu năm qua trong kỷ niệm, thì Qua Quy nói khu tao sống. Đúng. Đấy là cái câu nó có ba tư từ, có ba chữ. Em muốn hỏi buổi hẹn đầu tiên à. Mọi người có thấy là cái ấn tượng đầu tiên lúc mà nhìn một cô gái ở trên này thì nếu mà mọi người thấy là đúng gu của mình thì mọi người sẽ em đấy xinh thế, bạn này mắt đẹp thế, thì đấy là cái ấn tượng đầu tiên đúng không? Mọi người sẽ rất là quan tâm đến cái ấn tượng đầu tiên đấy. Thì em cũng thế. Có nghĩa là ví dụ như là mình nhìn thấy một người ở trên ảnh đi, thì em đã thấy được là cái bạn này đúng gu của mình đấy. Thì cái ấn tượng đầu tiên đấy chính là cái ấn tượng đầu tiên á. Thế nên là trong cái buổi hẹn đầu tiên này em cũng muốn là có những cái ấn tượng đầu tiên về đúng cái con người của em. Có nghĩa là về cả ngoại hình nhá, hoặc là tất cả những cái gì mà em nói với mọi người. Em nghĩ là em cũng nói khá là nhiều á, các anh cũng sẽ hiểu rõ một chút gì đấy về em ngay từ cái buổi gặp đầu tiên này. Thì đấy là cái ấn tượng đầu tiên mà em muốn tạo cho mọi người biết, đây chính là em. Em cho anh hỏi từ cơ trưởng là em là người thích dường như là sắp xếp mọi cái cuộc vui với anh em mọi người hả? Đó, cơ trưởng á. Nhưng mà cái cơ trưởng này lại là ở trong ngoặc kép á. Có nghĩa là mình sẽ là cái người mà sắp xếp xem là anh em, anh chị em đi ăn uống ở đâu này. Rồi là ăn uống xong thì mình sẽ chơi ở đâu, rồi chơi cái gì á, kiểu như vậy. Sau khi mà nhiều những cái cuộc như thế mà em lại là người gần như kiểu là chủ trì, mình tự đặt trọng trách lên vai mình, nặng đúng không ạ? Là mình làm cơ trưởng á. Đó. Đây chính là cái ý nghĩa của cơ trưởng phải không? Gom mọi người lại để mọi người vui vẻ, mọi người vào cái thế mạnh nhất. Thí dụ như ai làm DJ, ai là cái người dọn dẹp, ai là cái người sẽ đi mua hoa quả, ai là cái người đi mua rượu, đúng không? À, thú vị đấy chứ. Có anh nào thích đi nhậu không á? Tại vì là em cũng thích đi nhậu với người yêu á, nhưng mà nãy quên hỏi. 1, 2, 3, giơ tay. Yeah, 1, 2, 3. Nhiều anh. Có anh Phú Thịnh không thích đi nhậu, tại sao vậy anh? Không, anh không uống được rượu bia. Ai uống được rượu bia? Anh Phú Thịnh ạ. Anh Thịnh ạ. Anh Quận 4 ạ. Anh ấy chỉ thích giả tiền đấy ạ. Điên à? Đúng rồi, người nhậu xong hết anh ấy giả. Người yêu mình, bạn gái mình là chủ trì. Còn người yêu mình mà say rồi thì cái người chủ trì đấy thanh toán tiền rồi mình đi. Nhưng về mà sao ác với người yêu thế? Tính ra người yêu em là em phải bảo vệ mấy này kia chứ. Em cho người yêu em trả tiền hết chết luôn em à. Đấy là chỉ thanh toán ở quán thôi, đâu về nhà xe nhau sau. À thế thể hiện sự ga lăng đấy. Em gài hơi nhiều á. Dạ. Vậy cái từ vừa đủ đó có phải nói về tính cách của mình không? Tại vì chị thấy em rất là vừa đủ, mọi thứ có một chút, biết cái này một tí, biết cái kia một tí. Em nghĩ là cũng đúng ạ. Nhưng mà cái từ vừa đủ này là em muốn nói đến cái mẫu người yêu của mình á. Về ngoại hình cũng vừa đủ thôi, đừng có đẹp trai quá, hoặc là đừng có xấu quá, hoặc là về tính cách này. Có nghĩa là em đang nhìn một cái phương diện gọi là tổng quan về một người. Tất cả mọi thứ đều vừa đủ. Vừa đủ để nói chuyện với em, vừa đủ để hiểu nhau. Cảm ơn những chia sẻ của em. Vậy là mọi thứ từ cô gái này khiến chúng ta đều cảm thấy là cô ấy đã chia sẻ tất tần tật những gì mà cô ấy đã trải qua. Mọi thứ đều vừa đủ, từ tuổi thơ, mơ ước, trình độ học vấn, hay là gia đình, hay là cảm xúc. Vậy thì không biết là bao nhiêu đó là đã vừa đủ cho các chàng trai để hiểu bạn Hằng Cô Si chưa? Và nếu chưa, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với quý vị khán giả đến với một phần sôi động hơn nữa. Hãy đến với phần trò chơi nhé. Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Nơi nào có em sẽ là nhà,
chẳng cần kiếm chi ở đâu xa, đã ngay trước mắt anh đây là cả thế gian vũ trụ hòa.